Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cho tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì mình đã tìm hiểu về quái vật Slumbering Omen ha, và biết được câu chuyện đằng sau đó. Và sau khi giải đáp được câu chuyện đấy thì mình đã được một cái vật phẩm khá là lạ. Nhìn thì nó rất là giống một vũ khí ha, và nó có sức công phá lên tới là 24 đam các bạn ơi. Khá là mạnh, tuy nhiên thì mỗi lần mình cầm nó kiểu mình bị dính lời nguyền hay sao á, mình sẽ bị đào chậm rất là dữ luôn ha. Nhưng mà thôi mình cứ giữ đi, biết đâu sau này mình lại cần nó thì sao. Chỉ có một điều hơi buồn là chuyến đi vừa rồi mình đã mất đi em ngựa mãi mãi rồi các bạn ạ. Em xám á, thiệt là buồn luôn. Giờ là mình hết ngựa để cưỡi luôn rồi. Hy vọng là trong những chuyến đi sắp tới mình có thể tìm được cái em ngựa thay thế em xám ha. Và trong nhà bây giờ mình cũng đã lắp thêm hệ thống camera ở dưới cái tầng hầm đó, để mỗi lần trước khi mình vô mình sẽ coi cam một cái, tránh trường hợp bị hù ha. Và hôm nay thì chắc là mình sẽ nâng cấp hệ thống phòng thủ bên trong bằng cách là thêm một cái lực lượng vũ trang hơi bị xịn sò nha. Từ từ các bạn đợi mình tới, mình gom đồ mình chế tạo cái đã. Cơ bản thì mình sẽ cần có túi mực, giấy, lông và một ít redstone nữa. Đây, sau đó thì chúng ta sẽ cho hết vào trong bài chế tạo, bấm công thức của Golem Spell. Tới đây thì chắc nhiều bạn cũng đoán ra được mình chuẩn bị triệu hồi những cái anh golem rồi ha. Và để triệu hồi được những anh này thì mình cần phải đi thu gom thêm những trái bí ngô nữa. Nhưng mà không sao, những trái bí ngô thì gần nhà mình có khá là nhiều các bạn ơi. Để mình xách cái rìu ra, hái một tí thôi là được cái đống mang về để chúng ta triệu hồi à. Đây, ồ bên kia cũng có nữa kìa. Ồ, bên kia có cái lửa trại kìa ta. What? Mà thôi, ở đây có bí ngô thì mình sẽ tranh thủ mình chặt trước đi ha. Rồi sau đó mình qua bên kia mình kiểm tra coi chỗ lửa trại kia là cái gì. Có thể là một ngôi làng chăng? Chỗ này thì hình như mình chưa có đi qua bao giờ thì phải. Rồi, lấy thêm bí ngô ở đây luôn. Và coi coi... Ủa, chỗ lửa trại đâu rồi? What? Ủa? Lửa trại đâu mất tiêu rồi? Ủa? À đây đây đây. Ôi, đây là một khu vực hình như là tiến hành một cái nghi thức gì đó các bạn ơi. Yêu, tưởng đâu bên đây là làng chứ. Trời đất ơi, cô dân làng bị xiên kìa các bạn. Nhìn thấy ghê quá. Thôi thôi thôi, đi về đi về. Bây giờ ban ngày ra đường là cũng hơi ớn ớn á. Thiệt các bạn ơi, vừa mới nói dứt câu luôn, hình như cái bóng dáng đó rất là giống Hero Prime nha. Ủa sao bữa nay hắn lại di chuyển như vậy ta? Bình thường hắn chỉ đứng yên hắn nhìn mình mà. Ủa, cái ghê vậy. Ôi thôi 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 thôi, về lẹ về lẹ, có điểm đó, có điểm đó các bạn ạ. Về tới nhà mình sẽ lập tức tiến hành kiểu như cắt những cái trái bí ngô này, cắt cái mặt nó ra các bạn. Thế nên là mình sẽ cần có một cái kéo ha. Rồi, cho vô đây. Đúng không? Ủa? Phải cắt thủ công luôn hả? Trời đất ơi, vậy thì hơi cực nha. Ủa cái gì vậy? Ủa các bạn có mới thấy cái mặt gì không nhở? What? Ủa trời đất ơi. Ui có ngày, có ngày, có ngày đứng tim. Xỉu cái đuổi ở đây bây giờ. Mèn đấy coi. Ở đâu ra xuất hiện cái mặt đúng kinh dị luôn. Ui, cái này mình lo cho cả các bạn quá. Mình sợ các bạn sẽ bị giật mình giống như mình á. Chứ mình là hồi nãy đứng tim thiệt. Ô mày chui. Ủa, ban ngày mà cũng hù vậy đó hả? Zoom scare vậy là có ngày nha. Chắc bữa giờ tại mình tìm hiểu quá sâu về những cái thực thể bí ẩn đó các bạn à. Giờ bị ảo giác miết à. Ok, giờ mình đã có được 31 bí ngô được khắc rồi. Kết hợp với Golem Spell là mình sẽ được Golem Head ha. Ok, bình thường á, mình triệu hồi Golem thì chỉ dùng khối sắt thôi đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử. Mình sẽ dùng khối cực kỳ cứng, đó chính là hắc diện thạch. Để coi coi Golem bằng hắc diện thạch sẽ... trâu tới mức nào ha. Test thử luôn các bạn ơi. Ok, vẫn là đặt theo hình chữ T giống như bình thường. Và boom. Wow.
Anh này 120 máu, có 3 giáp. Ví dụ mình triệu hồi một anh golem bằng sắt bình thường thì sao ta? Đầu tiên là làm 3 khối sắt trước, sau đó mới triệu hồi anh golem thường ha. Ê, anh golem ơi, sau lưng, đằng sau quay. Đúng rồi. Sao anh bụp nó đi? Không bụp hả? Ôi trời. Golem mà còn rén. Oh my god. Sao mình làm lợi? Trời đất, thôi kệ. Không thấy là không sợ các bạn ơi, đừng giành thắng nữa. Rồi, triệu hồi golem thường. Golem thường thì được 100 máu thôi các bạn, nhưng mà không có giáp. Còn anh golem bản phát diệm thạch thì có giáp luôn. Kẻ sát nhân. Ôi mấy anh golem ơi, tiếp tôi mấy anh golem ơi. Ây, ui da. Ui, tôi lỡ bắn trúng. No. Ôi xong rồi, đồng đội tự xử nhau rồi. Hello. Sao giờ? Anh golem đúng rồi, đục hăng đúng rồi. Đục vô mỏ hăng, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, quấn cho hắn lẹ lỡ luôn. Đúng rồi. Nice. Ôi, cái gì hắn bị nhiễm với cung hả? Ở đây, được rồi nè. Hay lắm anh golem, một cái nữa. Ê. Tuyệt vời. Hay lắm. Ui. Ê anh golem ơi, sorry nha, hồi nãy tôi lỡ tay hoa. Không cố ý đâu. Bình tĩnh nha. Anh này chắc là chữa bằng... Ui, ảnh vẫn còn giận mình các bạn ơi. Thôi, nào ảnh hết giận mình thì chúng ta tính. Nhưng mà khoan. Ê, trước nhà mình có phải là đa ra cư không vậy? Từ. Mình sẽ đổi camera. Yêu cái cam này không quan sát được cái cổng nhà mình. Ui, nè. Ui thiệt các bạn ơi, đó chính là đa ra cư. Đa ra cư này đang ngồi. Mình còn cái món đồ hôm qua dùng để thanh tẩy đa ra cư nè, mình sẽ thử làm liều ha. Xem coi mình có giúp đỡ gì được không. Hôm qua mình đã giúp đỡ Slumbering Omen rồi. Ok. Bình tĩnh nha. Ôi. Đa ra cư biến mất rồi. Ui da. What? Mình không kịp giúp đỡ đa ra cư rồi. Thôi. Nửa đêm rồi đó các bạn. Chắc là mình nên đi ngủ thôi. Ê, cái gì vậy? Cái gì phát sáng vậy? Star with Stone cơ. Ôi ơi. Oh no. Đi ngủ. Hả? Mình không thể ngủ, nó phá cái giường của mình luôn rồi. What? Star with Stone Girl là... Ê, cái con mà có cặp mắt trắng kìa các bạn. Oh no. Cái gì mà bất ổn dữ dằn vậy? Phải con đó không? Con đó cũng là Star with Stone Girl hay sao các bạn? Là nó đó. Yêu. Không được ngủ rồi. Đổi qua góc này á. Ê. Bóng tối. Cái gì đây? Ui sợ quá. Ở lên đây với dân làng cho đỡ sợ các bạn ơi. À sẵn tiện enchant thêm cái nón. Tại vì cái nón mình chưa có bảo vệ 4 á. Enchant luôn. Chạm hỏng 3 nữa. Ok. Cho nó một ít hô hấp. Một số trường hợp là cần thiết đó các bạn. Rồi. Tiếp tục quan sát camera thôi. Tại giờ mình không có ngủ được á, nên là chỉ có nước là đứng ở trong nhà rồi quan sát camera ở xung quanh ha. Chứ ra ngoài thì hơi nguy hiểm các bạn ơi. Ui con kia nó đi chưa vậy? Ê, ai vậy? Hả? Ôi, trước nhà mình có khách hay sao kìa? Không giống quá giật lắm các bạn ơi. Mình sẽ coi thử đó là ai ha. Hello? Ê!
Ui, kẻ sát nhân các bạn ơi. Hắn không bị điện giật. Hắn không bị hàng rào điện của mình giật à. Hả? Ê, con Star về Stalker thì bị giật nè. Yêu. Thấy ghê vậy. Kỳ cục vậy ta. Ok, ok, hắn biến mất. Ui không, ui không. Mình sẽ nhờ Golem trợ giúp mình. Mình sẽ cùng Golem hợp sức đánh nhau với cái con này. Ấy. Ôi rồi. Oh no. Oh no. Ok, chữa thương lại cho anh Golem. Hay lắm anh Golem. Đúng rồi. Thưởng hắn. Ây da. Oh. What the heck? Đây là nguyên nhân mình rất là hay ngủ vào buổi tối các bạn ơi, chứ đi lông nhông là nguy hiểm. Gì? Ủa, Midnight Stalker. Trời đất ơi. Ui. Sợ nha. Ủa, kia là con gấu bông các bạn ơi. Kìa, gấu bông zombie. Zombie Fritz đi gì kìa. Fritz Beer. Trời ơi, trông nó cũng khá là ghê nha. Không biết nó tới đây có mục đích gì nữa. Ê ê. Thôi 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 thôi, có biến các bạn ơi. Hả? Ê, trên nóc nhà. Ủa, trên đầu cây có cái con kìa. Con quái vật kia kìa. Ui không, ui không. Hả? Hết hồn, mình tưởng nó chui vô nhà được chứ. Thấy ghê quá à. Nhìn con này đúng món lạnh luôn các bạn ơi. Oh no 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 no. No no. Ok ok, đi ngủ được rồi. Cái quần đùi gì vậy? Sao cứ giật mình mấy cái cú đó. Ai xa. Mình ghét bị hù như vậy quá à. Ok, ổn hết chưa? Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn á. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ kêu thêm một cái anh Golem ở phía dưới tầng hầm nhà mình nữa. Tại vì anh này sẽ có nhiệm vụ kiểu như là trông coi cái tầng hầm nhà mình ha. Ok, mình còn dư hát diệm thạch mà. Đây, hai anh luôn cho chắc nha. Ok, không gian hẹp này hai anh chắc là phối hợp sẽ ổn hơn á các bạn ơi. Alright. Còn ở phía trên thì chắc là mình phải đi đào thêm hát diệm thạch á, để chúng ta triệu hồi thêm Golem ha. Úi, kim cương luôn. Ngon vậy. Vừa đi lấy hát diệm thạch mà còn có kim cương mang về nữa các bạn ơi. Bảo sao nãy giờ mình nghe tiếng ọc ạch của nhung nham ở bên này. Ok, giờ mình sẽ qua đó kiểm tra thử coi được mấy quặng kim cương đây. Ui, nhưng mà ở đây hơi ớn lạnh xíu các bạn ơi. Ok ok. Đừng sợ, đừng sợ. Không có gì phải sợ hết. Một lần đào như vậy của mình thì chắc cũng đâu đó cỡ cỡ 2 stack hát diêm thạch các bạn ơi. Khá là nhiều á. Cái bên này còn kim cương thêm không? Có vẻ hết rồi. Thôi. Quá đủ rồi. Đi về thôi. Ủa, đường về đâu? Đây. Rồi, cái anh này đỡ giận mình chưa ta? Thôi đừng có giận nha, đừng có thù dai nữa, trời ơi. Đó, tôi chữa thương lại cho anh rồi đó nha. Quề nha, không có giận nha. Anh này mình sẽ cho canh giữ cái nơi ở. Ồ không, cái ngôi mộ của em xám. Còn ở phía trước nhà thì mình sẽ triệu hồi đâu đó cỡ 1, 2, 3, 4 rồi đúng không? 5, 7 anh đi. 6 và 7 anh Golem ha. Đó. Ui lỡ rồi, 8 anh luôn cũng được. Rồi, 8 anh này có nhiệm. Sao hù hoài vậy? 8 anh này sẽ có nhiệm vụ là con nào lạ lạ mà nó spawn, chẳng hạn như là những kẻ sát nhân đó các bạn, thì mấy ảnh sẽ giúp mình tiêu diệt ha. Ok. Rồi, lần lượt xuất hiện đi mấy anh. Trời ơi. Đúng kiểu mấy anh cao to đen hôi luôn á nha. À không, không hôi, không hôi. Mấy anh này là thơm phức mạnh mẽ. Ok. Rồi, bảo vệ nhà cho tôi đi. Trời ơi, coi kìa. Nhà mình có vệ sĩ rồi các bạn à. Tự tin hơn hẳn liền ha.
Ngoài ra, hồi nãy mình có tìm được một ít kim cương nên là bây giờ mình sẽ làm ra một cái lasso bằng kim cương và coi thử coi mình có giữ được một anh golem ở bên trong không. Ồ, không bắt được anh golem các bạn ơi. Vậy thì khó nhỉ. Ở chi bắt được golem á các bạn biết sao không? Mình sẽ dẫn thêm một anh, ví dụ cấp bách quá mình sẽ thả anh golem đánh tiếp mình á. Nhưng mà không thành công rồi. Thôi, kệ. Mình có golem ở nhà trong nhà được rồi. Còn mình đi khám phá thì chịu khó tự lực cánh sinh đi ha. Alright, công việc ở nhà xong xuôi đó. Giờ thì chúng ta sẽ lên đường. Hôm nay nhiệm vụ của mình là sẽ tìm một cái vật tổ trường sinh ha. Tại vì hôm nay mình sẽ cần vật tổ trường sinh đấy các bạn ạ. Nhưng mà thường thì để kiếm được vật tổ mình cần phải tới những cái danh trại của bọn cướp dân làng, khiêu chiến cái tên kiểu như thủ lĩnh và lấy hiệu ứng điểm xấu và sau đó kiếm một ngôi làng để báo ha. Từ đó chúng ta có thể farm được vật tổ các bạn. Nhưng mà cách đó thì sẽ hơi báo làng á. Mình thì đang tính là dùng cách hai cơ, đó chính là tìm cái biệt thự trong rừng sâu. Cách đó thì mình sẽ không có báo làng nhưng mà nó sẽ hơi nguy hiểm hơn á. Nhưng mà để coi coi mình có đủ may mắn để tìm được cái khu rừng đó hay không cái đó. Ừ, mà hôm bữa giờ có nhiều bạn bảo là mình gặp được quá trời chữ rồi. Ở nhà mình có chữ R, chữ E, rồi chữ H rồi. Rồi ở đây là có thêm chữ O nữa. Và có một số bạn nói rằng khi mà đủ chữ gom lại thành Herobrine thì sẽ có điều bất ngờ. Ui, chẳng lẽ khi nào đủ chữ Herobrine thì hắn sẽ xuất hiện và hắn làm gì đó với mình chăng? Ê, tự nhiên nghe tới đây cũng hơi rén nha các bạn ơi. Nghĩ tới cảnh mà hắn xuất hiện kế bên mình và thì thầm vô tai mình nổi với gà luôn á. Cho mượn 50 rồi. Ủa sao đó lại có ngựa xương ta? Uầy, ê. Thường á mấy bạn đi lông nhông đúng không? Mà gặp được ngựa xương thì hãy cẩn thận, không khéo là đây là bẫy đó các bạn. Thường là sẽ có sét đánh à. Đó, mình biết ngay mà. Đó. Nguyên một binh đoàn con xương luôn các bạn ơi. Mình sẽ bắn nó. Ok. Giờ ngựa xương sẽ được tự do ha. Giải cứu ngựa xương các bạn ơi. Hay lắm. Bọn chúng tự xử nhau các bạn. Ok, và đây là con xương cuối cùng. Rồi, vậy là bây giờ ấy. Ừ ha. Mình chưa có ngựa, mình chưa tìm được thêm ngựa. Ê, mình sẽ cưỡi đỡ em ngựa xương này. Feverim. Oh no. Ôi, hắn xuất hiện giữa ban ngày. Mình sẽ bắn hắn. Ai. Ui. Hắn dí mình. À. Ok, quay lại khô máu luôn. Mình mới enchant xong giáp rồi các bạn. Không sao hết. Chúng ta có thể làm được. Phải đối đầu với hắn. Chạy ngoài sao được. Hey. Chịu trận đi. À. Ui, hắn đánh cũng đau phết các bạn ơi. Ui, nữa, thêm mấy con sờ cao nữa. Oh my gosh. Chưa có tìm được cái biệt thự mà đã có biến rồi. Hên là nãy giờ hắn không có tấn công ngựa xương á. Cũng đỡ. What the heck. Ở đây mình phát hiện nó có cái căn nhà gì nhìn cũng khá là ghê nè các bạn. À, chưa. Để chắc cú. Nên hốt em ngựa lại các bạn ơi. Là khỏi sợ lạc ngựa ha. Nhưng mà đây nó không có đường vô hả ta? Ừ, nó không có đường vô các bạn ạ. À. Mình phải chủ động đào. Trong này có spawner. Ok. Không sao. Mình có thể tiêu diệt nó khá là nhanh. Và... bên trong nó có táo vàng. Ngon. Ê. Ôi, nhưng mà mình bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Ê, trời tối hả? Sao nhanh tối vậy? Ê, đằng kia có cái nhà gì nữa. Ê. Lại là cái bản Slimmy 2022 2023. Oh no. Chạy thôi. Trước khi quá trễ các bạn ạ. Ủa sao mình nghe âm thanh gì lạ vậy? Oh my gosh.
Toang rồi, lại là một cái đêm dài rồi các bạn ơi. Ôi no. Mình nghĩ là mình nên rời khỏi chỗ này lẹ nhất có thể và tìm một cái khu vực nào đó nó an toàn hơn thôi. Chẳng hạn là một ngôi làng. Ê, đằng kia có phải là làng không? Thôi kệ. Hình như làng các bạn ơi. Nice. Chúng ta sắp được an toàn rồi. Vô làng sẽ đỡ sợ hơn. Chứ ở bên ngoài đồng không mong quạnh gì nguy hiểm lắm. Wow, ngôi làng này phong cách Giáng sinh hay sao các bạn ơi. Ê, có dùm bài. Thử nó. Rồi. Ok. Vô làng thôi. Ê. Slumbering old man. The one who watches. Ê, pho tượng này định làm gì? Định đưa ta đi đâu? Ê, hình như Slumbering Old Man này là phiên bản hiền các bạn ơi. Mình sẽ thử lại và thanh tẩy thử coi, được không? Ôi, mình thanh tẩy được Slumbering Old Man rồi. What? Mình làm được rồi các bạn ơi. Ôi, tên thật của Slumbering Old Man là Tiso. Trông cũng rất là dễ thương nè. Mình có thể mình sẽ bảo vệ Tiso. Đằng kia cái con Skin Stalker. Ê, khổ máu với người luôn. Người định làm gì hả? Ê, con này. Ê, cẩn thận Tiso. Ui da. Ê. Sao vừa tới làng thôi mà đã có biến rồi. Áo. Nó đánh đâu á? Mình sợ đánh trúng Tiso quá đi. Ok, hắn biến mất rồi. Ý, kẻ sát nhân nữa. No. Mình sẽ bắn hắn, chủ động bắn hắn trước các bạn ơi. Không để hắn lại gần. Trời ơi, bây giờ mình phải có nhiệm vụ bảo vệ cái người bạn mới đi rồi. Mặc dù người bạn này 1000 máu, mình có vài máu thôi. Ây da. Thôi xong rồi. Thôi rồi. Ui, hắn chọn thuốc. Ây. Oh my god. Chơi mà chơi chỗ thuốc không vậy? Hắn định ám sát mình bằng thuốc hay sao các bạn ơi? Ui, nó trộm vũ khí mình. Ây. Cái cục kéo vậy? Ui, tôi diệt lẹ. Miệng đấy coi. Con gì nữa vậy? No. Nhiều con nó dí mình quá các bạn ơi. Mình sẽ đợi một xíu nữa kiếm cái góc nào đó an toàn hơn mình sẽ. Ê, mình tính đi ngủ luôn á. Tính ra là mình tính đi ngủ luôn á. Không ngủ được vì có quái vật ở gần quá các bạn ơi. Ê, ủa tôi xong rồi, mình là à, con này nó phá nhà. Ok, nó biến mất rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa ngủ được. À không, nó chưa biến mất. Yêu. Hôm nay lại là một đêm dài rồi các bạn ơi. Nữa, đừng có hù gì nữa. Sợ mà. Ây da, nó hút mình. Ok, mình đánh nó được nè. Phải đối diện các bạn ơi. Chạy hoài cũng không phải là cách. Ok, đi Tiso ơi, kiếm chỗ khác an toàn hơn thôi. Chỗ này không ổn rồi.
Ok, ở đây có anh Golem bảo vệ. Chắc là ngủ được rồi đó. Yes, yes. Ê, ê, đừng có đánh Tisu. Đừng. No. No. Chạy thôi Tisu, chạy thôi. Ôi, ôi, nhưng mà Tisu có siêu năng lực hồi phục các bạn ơi. À không, không sao, không sao. Mày thế. Trời đất. Ê. Ê, nhưng mà Daraku lại gần mình. Quay quay. Mình có thể thanh tẩy được cả Daraku luôn không? Ui. Ây da, Daraku này không thanh tẩy được các bạn ơi. Ow, no, no, no. No, no. Toàn rồi. Ui ui, ăn vô, ăn vô. Đổ nước ra, đổ nước. Ê, mất nước luôn rồi. Ấy. Chiếc này làm ít dư nhiều rồi các bạn ơi. Toàn rồi, toàn rồi. Ok. Daraku đã bị mắc kẹt ở trong kia. May quá. Ý. Với cái đà này thì khó lòng mà thanh tẩy được Daraku nha. Hell no. Thôi 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 thôi. Chuồn trước các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Cái con Yeti vẫn còn trong này. Ồ mày chui. Ủa. Ủa Tisu đâu rồi? Hả? À đây đây đây. Ngựa của mình trên này. Còn Tisu đâu ta? Ủa đây 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 đây. Ủa mày thế. Tisu vẫn không có đi lẹ các bạn ơi. Mình sẽ cho Tisu đi theo mình ha. Rồi ok. Chắc mình dẫn đi về nhà luôn đi. Hợp lý á. Về nhà đi, về nhà đi. Để mai mốt có cần gì á thì mình sẽ giúp đỡ Tisu ha. Chứ dẫn đi bên ngoài thì các bạn cũng thấy. Nổ nổ nổ. Đừng đừng Golem. Đừng đừng. Lẹ 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 Tisu ơi. Không thôi Golem đục đó. Nghi lắm. Đập cái cửa đi. Rồi đi vô. Vô trong đi. Đừng ngại, đừng ngại. Vô trong đi mà. Hey. Ôi Tisu ngại sao các bạn ơi. Ok. Ê, bị vướng hả? Còn vướng không? Đã, hết vướng rồi nha. Ê. Ồ. Không được, ở trong nhà mình Man Golem không có chấp nhận Tisu. Ôi no, đừng đừng anh ơi. Đi ra đây. Ủa sao tự nhiên mình bị đen thui vậy? Ủa tiếng nhạc ở đâu ra nữa vậy? What the heck? Ok. Mình sẽ để Tisu đứng yên ở góc đó đi. Qua đây, qua đây, qua đây, Golem ơi. Trời đất ơi. Tội nghiệp Tisu thiệt. Tính dẫn vô nhà mà các bạn có nguyên cái vàng Golem gì mà sao vô nhà được. Giờ chỉ còn nước là cho Tisu vô cái đường này thôi các bạn. Ôi, cái này thì hơi khó. Ê, từ 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 từ. Đi đâu vậy? Đừng, đừng, đừng dẫn nha. Trời ơi. Ê. Con ghe à? Đi chỗ khác liền. Đi chỗ khác. Đi, 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 đi. Đi chỗ khác đi. Thiệt luôn á. Ok, nó biến mất rồi. Rồi, dụ cho Tisu đi lọt dưới ha. Đó, thành công rồi đó các bạn. Sau đó thì lắp lại thôi. Đấy. Là như mới ha. Rồi. Hả? Ôi, mình quên ở dưới này cũng có Golem. Trời ơi. Rồi. Chạy, chạy, Tisu, chạy, 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 chạy. Ok, ok. Sẽ để Tisu ở phía trên ha. Chứ ở dưới này thì hơi nguy hiểm các bạn ạ. Dạ. An toàn nha, an toàn nha. Rồi, mình sẽ để Tisu ở yên ở đây ha. Thắp đuốc lại như cũ. Rồi, ok. Wow. Không ngờ mình lại thành công giúp cho Tisu lấy lại hình dạng ban đầu các bạn. Đúng như cái bức hình mà hôm qua mình đưa cho Tisu cầm luôn. Tisu là người ở bên phải của cái bức hình ha. Rồi, trông cũng dễ thương mà. Chỉ có điều có cặp sừng hơi dài nè. Rồi, và ở đây thì mình có thể ôm được luôn ha. Trao một cái ôm yêu thương nè. Ok. Không có hoạt ảnh cho lắm. Rồi, mình có thể nói chuyện với Tisu ha. À. Có thể trao đổi nữa. Có nhiệm vụ. Wow. Vậy là có nhiệm vụ luôn á. Ồ. Được, được, được. Mưa mốt có gì mình sẽ làm nhiệm vụ ha. Ôi, cái gì liên quan tới Daraku gì kìa. Wow, wow.
Được đấy, mai mốt mình sẽ nghiên cứu về cái nhiệm vụ của đa ra cư mới được. Còn bây giờ chắc mình sẽ tiếp tục lên đường để chúng ta đi tìm... đứng yên trong nhà, đứng yên trong nhà. Đứng yên đi, đừng có đi lung tung nghe. Trời ơi, ra ngoài là mấy anh golem cao to đen không hôi bụp đó. Mình sẽ đi tìm tiếp cái khu vực biệt thự trong rừng hết các bạn. Không biết là hôm nay tìm có được hay không. Cái đà này chắc hơi khó tìm được đó nha. Ồ, gì đây? Bên kia là con gì nữa? Oh my god, thôi. Lấy waystone rồi chuồn lẹ các bạn ơi. Mình cũng đã đi được cỡ 2 ngày rồi, thế nhưng mà vẫn chưa tìm được cái cánh rừng gỗ sồi sập nữa các bạn ơi. Lấy đâu ra cái biệt thự trong cái cánh rừng đó bây giờ? Eo no, nghi quá à. Ủa sao đằng này lại có chỗ lửa trại ta? What? Ngay chốn đồng không ông quạnh lại có chỗ lửa trại. Nè ní. Hả? Có ai đây không? Ồ. Ê. Có con Skin Stalker và con Night Lurker các bạn ơi. Ui no. Chuồn lẹ. Trước khi nó dí qua đây. Nó không hạ được mình đâu, nhưng mà nó sẽ làm hư cái độ bền của giáp của mình á. Mình không muốn như vậy tí nào đâu. Ui, cái xấu. Cô chồng. Oh, mình gặp lại cái sinh vật bốn chân hồi nãy rồi. Nó là Scooter. Ê, con này hả? Mình farm được không ta? Nó khá ít máu các bạn ơi. Mình nghĩ là mình farm được á. Ủa, nó chạy kìa, nó gặp mình, nó chạy. À, quái vật mà gặp mình chạy á. Ây ơi, trời. Ui da. Ui, nó ăn thịt mình ơi. Ui. Sao nhiều con bu vậy? Ui, nó hồi động mình rồi các bạn ơi. Nhảy xuống nước. Yêu. Không ổn rồi. No. Ây da, ow. Chạy. Trời đất ơi, nó hội đồng. Ui, nó gì? Sao nó nhanh vậy? Không. Mẹ đất ơi, tí nữa thì hẹo rồi các bạn ơi. Hên quá. Nhưng mà nó vẫn dí mình. Thôi được, mình sẽ giáp lá cải cho nó. Là đây. Con kia. Ê, con này 1000 máu hả? Mình không thể tấn công nó bằng cận chiến được. Ê, con này bất tử các bạn ơi. Mình cắm đuốc coi. Nó không sợ ánh sáng luôn. Toàn rồi. Bữa nay mình gặp thứ dữ rồi các bạn ơi. Thôi, không đánh được nó, chỉ có nước là chạy thôi đó các bạn ơi. Trời đó. Ôi, Daraku. No. Mình chưa biết đó là Daraku thân thiện hay Daraku hung dữ nữa. Nhưng mà cứ chạy trước đi, chứ cái con kia nó săn đuổi mình ghê quá các bạn ơi. Nói chung thì hôm nay mình cũng khá là thành công, bởi vì mình đã thanh tẩy được Slumbering Omen và biến quái vật đó trở thành Tiso ha. Trở thành người bạn mới của mình và trong tương lai chắc là có thể giúp đỡ cho mình luôn á nha. Ngoài ra thì mình cũng có đội quân Golem hắc diệm thạch nha, hơi bị xịn sỏ. Hy vọng là chặng đường sắp tới chúng ta sẽ sớm tìm được cái cánh rừng gỗ sồi sẩm để có thể farm được thật là nhiều vật tổ trường sinh. Và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit và Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog. Bye bye.